Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái thuốc trị ve cho chó. Mùa hè ở miền Bắc là cái mùa mà ve nó phát triển rất là mạnh. Thành ra là để phòng ngừa thì chúng ta nên dùng thuốc bôi hoặc thuốc uống. Nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái thuốc bôi là cái loại thông dụng nhất. Loại này, vỉ ống dạng nước. Cái sản phẩm này thì nó theo cân nặng. Một ống cho trọng lượng từ 2 đến 10 cân. Và bôi trực tiếp ở dưới da. Thì như con này của mình nó rơi vào khoảng tầm 13-14 cân. Mình sẽ dùng 2 ống. Có nhiều loại để các bạn dùng, các bạn chọn nhé. Chứ không phải là chỉ có một loại đâu. Nào, nằm xuống. Đây, cái ống này. Ống này thì người ta đã làm sẵn là mình bẻ ra mình dùng thôi. Đây. Có thể dùng kéo cắt ra hoặc có thể xoáy bằng tay thì nó cũng đã vỡ được ra rồi. Cái thuốc này thì rất là độc. Thành ra là khi mà bôi thì chúng ta sẽ vén ra và chúng ta bôi ở gáy của chúng nó. Để làm gì để mà nó không thể nào mà nó ngoái đầu lại được. Yeah. Đây. Vén lông ra này, từng tí một, mỗi chỗ một tí. Cái thuốc này nó là cái thuốc nó ngấm qua da, nó ngấm qua da, cho nên là chúng ta chỉ cần vén lông lên thôi, vén từng chỗ ra một, một ít một thôi, chứ không có chấm nhiều. Chấm nhiều nó dính hết vào lông, làm sao để chấm để cho nó dính ở dưới da. Cứ gắn ngược lông lên như thế này là nó sẽ chạm vào da. Yên nào. Cái thuốc này rất là độc đấy nhé. Nên là bôi cho chó xong thì tốt nhất là cũng nên rửa tay đi. Bởi vì nó là thuốc độc. Nó ngấm qua da để nó vào, nó đi vào máu của con chó. Vào cái lớp ở ngay dưới da là ve nó hút máu, nó sẽ bị nhiễm độc, nó chết. Đây mọi người nhìn kỹ nhé. Và chúng ta bôi ở cái đoạn từ cổ đến gáy. Đấy, một ống là chấm nó phải là chục chỗ, chứ nó không phải là chỉ có một hai chỗ mà hết được. Như con này mình sẽ cho nó đúng theo liều lượng là một ống rưỡi đi. Không quá. Còn nếu mà con chó trên người nó đang có ve mà nó đang có nhiều ve, các bạn có thể cho 2 ống, tức là cho quá liều lên một chút. Bởi vì một ống của nó là nó cho tối đa là 10 cân. Thì cái con chó trên 10 cân là có thể là chúng ta đã dùng 2 ống rồi. Cái này thì bởi vì là mình có mấy con nó cùng đàn, cho nên là một ống này có thể chia ra nửa ống này sẽ cho một con khác. Nào, yên nào. Cái thuốc này thì hiệu quả nó rất là nhanh thôi. Bôi một cái là hôm sau sẽ nhìn thấy ve bò ra rồi, nếu mà trên người nó đang có ve. Rồi ok, nửa ống sau đấy thì an toàn là bởi vì là khi chúng ta đã bôi thì chúng ta đã bôi thuốc ở sắt dưới da rồi. Nên sau an toàn thì các bạn có thể dùng giấy vệ sinh, giấy khô để các bạn lau sạch cái lớp ở trên bề mặt của nó đi như thế này. Nó không bị mất thuốc ở bên dưới da nhưng mà nó sạch ở bên trên, để phòng cái trường hợp là con nọ nó chơi nó liếm vào con kia nó ngộ độc. Và tốt nhất nếu mà cho đàn thì khi mà bôi như thế này chúng ta sẽ nhốt riêng ra. Ok, cái này là nếu mà như mùa nóng này thì cái thuốc này của nó là nó có tác dụng khoảng tầm trong vòng khoảng tầm 2 tháng. Trong vòng khoảng tầm 2 tháng, lặp lại mỗi tháng một lần để phòng ve bọ chét này. Nhưng mà cũng không nên dùng đến mức 1 tháng một lần, bởi vì chủ yếu là cái ve bọ chét này nó thay đổi thời tiết, nó đang nóng và nó chuyển sang mát trời, rồi nó lại chuyển sang nóng, thì đấy là cái giai đoạn thời tiết mà ve nó phát triển, nó bò ra để mà nó sinh sản.
thì những cái giai đoạn đấy có thể là chúng ta bôi một lần để chúng ta giải quyết được hai lần thay đổi thời tiết như thế thì chúng ta không cần bôi dày đâu, bởi vì cái này nó cũng không có phải là cái bổ gì cả và nó cũng độc đấy chứ không phải là nó bổ đâu. Còn để phòng ngừa mà chó nuôi ở gia đình thì các bạn nên phòng, nên phòng một là chúng ta sờ vào con chó nhiều, hai là nếu mà nó có thấy có ve thì chúng ta bôi luôn, một hai con chúng ta cũng bôi, bởi vì khi có ve nó bám vào con chó tức là ở trong máu của con chó nó cái hàm lượng thuốc của nó hết rồi. Còn bình thường nếu mà nó mà có còn thuốc ở trong máu thì ve nó sẽ không bám vào bọn chó mà trong máu có thuốc rồi. Ok, chào các bạn nhé.